Văn phòng Thành ủy cùng Văn phòng Cấp ủy các cấp cần khắc phục khó khăn vướng mắc, phát huy truyền thống hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đây là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Minh Triết tại hội nghị Văn phòng Cấp ủy giai đoạn 2020-2022 được tổ chức sáng nay. Đánh giá tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lương Nguyễn Minh Triết cho rằng, thời gian vừa qua, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng các quận, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy, cũng như đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng, cấp ủy, các cấp, đã làm tốt công tác tham mưu giúp việc theo hướng chuyên nghiệp, chuyên môn và chuyên sâu. Qua đó giúp Ban Thường vụ, các cấp ủy chỉ đạo toàn diện và triển khai nhiều chủ trương, đề án quan trọng trong công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn. Thì về cơ bản các đồng chí cũng đã bám sát được cái quy chế làm việc, bám sát được cái chương trình hành động toàn khóa, chương trình hành động của từng năm, để mà từ đó tham mưu cho cấp ủy các cấp, tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo chỉ đạo, cũng như là cơ bản là bám chắc cái quy chế làm việc để mà giải quyết nhiều công việc nó đúng vai, đúng thẩm quyền, kịp thời đôn đốc nhắc nhở, rà soát để không bỏ sót cái hiệu quả, cái nội dung công việc, cái đầu công việc, cũng như là để khẳng định cái vai trò và uy tín lãnh đạo của Thường trực Ban Thường vụ các cấp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý thời gian tới, khó khăn thách thức nhiều trong khi khối lượng công việc ngày càng tăng lên. Chính vì vậy, Văn phòng Thành ủy và Văn phòng Cấp ủy các cấp cần tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy truyền thống tận tụy sáng tạo, triển khai toàn diện các mặt công tác tham mưu giúp việc. Trong đó đặc biệt lưu ý rà soát quy chế làm việc, đồng thời bám sát chương trình công tác để kịp thời bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp, nâng cao hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp ủy. Trong tham mưu tôi đề nghị là phải làm sao chọn đúng, chọn trúng hơn cái công việc tham mưu. Nó rất nhiều việc, nhưng ưu tiên việc nào trước, quan tâm những việc gì là phải hết sức chú ý. Và thường xuyên linh hoạt hơn, kịp thời hơn trong đề xuất tham mưu, nhất là những vấn đề phát sinh. Thì văn phòng phải có trách nhiệm là rà soát trong thực hiện nghị quyết chỉ thị của cấp ủy các cấp, nó có những cái gì nó không đúng thực tế, không sát thực tiễn hoặc là thiếu tính khả thi thì phải chủ động đề xuất trong cái việc là điều chỉnh. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị văn phòng cấp ủy các cấp chú trọng hơn đến sự hài hòa của chương trình công tác, tham mưu giải quyết hiệu quả đơn thư, quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác văn thư lưu trữ, bảo vệ bí mật nhà nước. Chú ý thực hiện có nền nếp việc lập hồ sơ công việc. Văn phòng cấp ủy cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án cải cách hành chính trong đảng, cũng như việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai có hiệu quả chủ trương 4 tăng 4 giảm, chú trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ công chức, đảm bảo tinh thông, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tặng bằng khen cho Văn phòng Thành ủy vì có thành tích xuất sắc trong công tác văn phòng cấp ủy giai đoạn 2020-2022. 3 cá nhân được tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy và có 9 tập thể và 13 cá nhân được tặng giấy khen.